Thưa quý vị, nửa thế kỷ trôi qua, khu di tích trụ sở chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tại Quảng Trị vẫn luôn là biểu tượng sáng ngời về sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Những năm qua, việc trùng tu, tôn tạo, bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử của di tích này luôn được tỉnh và huyện Cam Lộ rất quan tâm, để đây là điểm đến của du khách gần xa, là địa chỉ đỏ, giáo dục tinh thần yêu nước cho thế hệ trẻ. Từ khắp mọi miền đất nước đến với di tích trụ sở chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam để tham quan và tìm hiểu hơn về giai đoạn lịch sử đầy gian khó nhưng rất đỗi hào hùng của đất nước. Không chỉ các cựu chiến binh mà các đoàn viên, thanh niên cũng đến trải nghiệm, học tập thông qua những tranh ảnh, kỷ vật được trưng bày. Mình cũng đã lặn lội từ Hồ Chí Minh để bay ra đây để có thể tham quan những cái triển lãm. Ra đây thì thấy là những cái tư liệu rất là quý giá mà ở trong miền Nam hiếm khi mà có trưng bày những cái hình ảnh lưu lại những cái ký ức hào hùng của dân tộc mình ngày xưa. Khi tham quan tới đây, em đã hiểu rõ hơn về truyền thống của cha ông ta, đã hiểu rõ hơn về những sự hy sinh của cha ông ta trong thời kỳ dân lễ độc lập cho Tổ quốc. Là một thế hệ đoàn viên thanh niên thì em cảm thấy là bản thân mình phải ra sức học tập, chăm chỉ rèn luyện để xây dựng quê hương Tổ quốc. Di tích trụ sở chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam được Bộ Văn hóa Thông tin xếp hạng di tích quốc gia vào ngày 25 tháng 1 năm 1991, hiện được giao cho huyện Cam Lộ quản lý. Xác định được tầm quan trọng của việc bảo tồn và phát huy giá trị của di tích lịch sử này, huyện Cam Lộ đã và đang quy hoạch, triển khai các nguồn lực phục vụ cho việc trùng tu, tôn tạo khu di tích. Đồng thời, huyện cũng tổ chức sưu tầm các hiện vật, tài liệu lịch sử liên quan đến quá trình thành lập và hoạt động của chính phủ cách mạng lâm thời miền Nam Việt Nam. Chúng tôi tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền sớm công nhận trụ sở cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam là di tích quốc gia đặc biệt để xứng tầm với vai trò, vị trí, giá trị của di tích. Trong cái điều kiện hiện nay của địa phương còn nhiều khó khăn, chúng tôi cũng rất mong muốn các bộ ngành trung ương quan tâm huy động các nguồn lực để trùng tu tôn tạo di tích xứng tầm với vai trò vị thế của di tích. Với niềm tự hào và truyền thống cách mạng vốn có, Đảng bộ và chính quyền huyện Cam Lộ sẽ luôn làm tròn trách nhiệm gìn giữ và phát huy giá trị lịch sử của di tích trụ sở cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, để nơi đây mãi là bằng chứng sinh động cho lịch sử đấu tranh gian khổ nhưng rất đỗi oai hùng của quân và dân ta, là biểu tượng của khát vọng hòa bình và quyết tâm giành độc lập, toàn vẹn lãnh thổ của dân tộc.